Sáu sẽ giới thiệu với các anh chị, đây là thảm chùi chân lông cừu, chất lượng rất là tuyệt vời luôn. Nó là chất liệu từ cái lông cừu nhân tạo các anh chị, và kích thước của tấm nhỏ ở trên tay đó là 40x60cm, mặt sau sẽ là đế cao su chống trơn chống trượt, và có đậy độ bám chắc với sàn cực kỳ tốt các anh chị ạ, bám chắc chắn lắm luôn ấy, còn không thể xây dịch được một tí nào, và nó êm chân bởi cấu tạo ba lớp như này, và giặt rất là nhanh khô, rất là không gian luôn. Có cả một tấm to nữa, đó là tấm to đấy ạ, 50x1m2, và giá bán rất là rẻ luôn tại shop. Nếu anh chị mua tách nhỏ, cái nhỏ cũng được mà tách cái to cũng được, nếu mua kết hợp cả một bộ ở trong bếp thì càng tuyệt vời hơn nữa. Những cái này thì chúng ta có thể dùng được trong phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh, và có thể là mang ở cầu thang nữa, rất là nhiều nơi chúng ta có thể kết hợp được với nhau. Và một bộ nữa đó là màu xanh xanh tím này, và màu xanh tím như này các anh chị nhé. Đó, có cả tấm ngắn tấm dài, và thêm một màu nữa đó là màu nâu cây, màu nâu cây ở dưới. Màu nâu này thì chỉ còn cái tấm dài thôi, có một tấm dài thôi, để ở phòng cửa rất là sang các anh chị. Những cái màu gam đơn sắc rất là sang luôn nhé.